AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi, và hôm nay 63 sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai thẻ tướng rảnh tay chủ đề Pokemon có tên gọi là Shining F. Các bạn như anh em đã thấy trên hình thì đây là cái giao diện đăng nhập của con game này nhá. Con game này là nó sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc và nó mới chỉ có trên Android thôi. Bạn nào mà không có máy Android thì có thể dùng giả lập. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Shining F này nhá. Đấy, là ở đây mình thấy có Pikachu rồi này. Rồi chúng ta sẽ đăng nhập. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập nhanh và vào luôn server S20. Game cũng rất là nhiều server rồi. Đây. Game này mới có tiếng Anh thôi. Và như mình đã nói thì đây là một con game nhập vai thẻ tướng rảnh tay về đề tài Pokemon. Tại sao nó không lấy tên là Pokemon? Bởi vì đơn giản nó không có bản quyền. Nó chỉ sử dụng hình ảnh Pokemon thôi, chứ còn tên gọi thì không thể lấy tên Pokemon được. Nhưng mà anh em chỉ cần biết đây là một con game về Pokemon là được rồi. Đây, chúng ta sẽ đặt tên nhá, sói bạc này. Rồi, chúng ta sẽ đến với thế giới Pokemon ở trong Shining F này. Chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ. Và các bạn có thể chiêu mộ thêm Pokemon. Pokemon mới, không biết được tặng con nào đây. Pidgey. Rồi, ok. Đấy, các bạn sẽ được tặng miễn phí một con Pokemon đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ chiến đấu này, dàn trận. Ở đây Pokemon mình thấy là sẽ chia ra 5 hệ: nước, lửa, cây, điện và bóng tối. Đó. Tí nữa thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần đội hình nhá. Túm lại thì đây là một con game, như mình đã nói, là game thẻ tướng rảnh tay. Anh em sẽ chiêu bộ Pokemon này, đưa chúng sắp xếp vào đội hình này, và cũng như là nâng cấp Pokemon của các bạn. Đây là những cái lối, đây là lối chơi chung của dòng game thẻ tướng rảnh tay ngày nay rồi. Đấy. Nhưng mà game này nó khai thác đề tài Pokemon. Rồi, chúng ta có thể vượt ải nhận quà này. Đấy, game đánh ải anh em ạ. Tất nhiên là game cũng có tính năng treo máy. Đấy, các bạn mỗi phút treo máy nha thì anh em sẽ nhận được thêm rất nhiều tài nguyên. Đấy, các bạn có thể có Pokemon bằng cách là ghép thẻ tướng Pistuck. À, chú vịt bối rối của chúng ta đây rồi. Ở đây anh em thể nâng cấp nhá, nâng level cho Pokemon này. Sau này thì mặc trang bị. Đấy, lắp trang bị vào. Nó chơi như những con game thẻ tướng rảnh tay khác thôi, cũng không có gì quá nổi bật. Nhưng mà chẳng qua là đấy, cái game này nó sẽ dành cho bạn nào mà thích Pokemon thì cũng khá là đáng để anh em trải nghiệm nhỉ. Game cũng khá là dễ chơi thôi, mọi thứ là auto hết rồi. Rồi chúng ta đến thành phố, chúng ta có phần cửa hàng này. Tí nữa thì mình sẽ xem cái phần tỷ lệ quay Pokemon nhá. Chắc là nhiều anh em quan tâm đến phần đấy nhất. Rồi lại đi bắt này. Cái game này nó bắt Pokemon, nó thể hiện việc bắt Pokemon không phải như các cái con game Pokemon khác. Đơn giản đây là tính năng chiêu mộ đấy anh em ạ. Đây, đây là chiêu mộ đặc biệt này. Thì tỷ lệ Pokemon xịn sò nó sẽ cao hơn. Đây, chúng ta sẽ được một Pokemon 4 sao hệ mộc. Tí nữa mình sẽ xem tỷ lệ sau. Ở đây vẫn là làm theo cái hướng dẫn của game. Cái đây là nhận thưởng nhanh. Đó, game rảnh tay nào cũng có luôn. Tiếp tục chiến đấu. Ra thêm Pokemon này. Thì như tối đa sẽ là 5 Pokemon ra trận. Sau này sẽ level 20 hoặc là V1 thì chúng ta sẽ mở khóa tính năng tăng tốc trận đấu nhé. Đây, còn đây là cái gì đây? À, chúng ta có huấn luyện viên này. Nhận thưởng, mở khóa thêm các huấn luyện viên. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng thôi. Rồi lại tiếp tục chiến đấu. Game hướng dẫn cũng khá là kỹ để dành cho những bạn nào mà cũng kiểu là lần đầu tiên chơi thể loại này thì cũng có thể dễ dàng làm quen. Còn là anh em nào mà chơi nhiều rồi đi thì mình nghĩ là con game này sẽ không làm khó anh em đâu. Đấy, được cái là Pokemon vẽ rất là giống nguyên tác này, rồi trông rất là dễ thương. Hiệu ứng chiến đấu thì cũng khá là đẹp. Game có một cái gam màu rất tươi sáng. Và vì cái game này màn hình dọc và lối chơi đơn giản thì anh em hoàn toàn có thể chơi bằng một tay được. Game nó giết thời gian cũng khá là tốt. Đợi tí, chúng ta sẽ có, sau này thì có hệ thống bang hội này rồi các cái phó bản hàng ngày nữa, nhưng mà ở đây thì chưa mở. Game hướng dẫn kỹ quá nhỉ. Mình đang muốn xem cái phần tỷ lệ quay Pokemon cơ. Đây, level 15 mới mở khóa thêm phần phó bản hàng ngày. Đây, Pokemon chúng ta đây, anh em có thể nâng cấp nhé.
Đây, sơ qua về phần chiêu mộ đi. Chúng ta sẽ có 3 loại chiêu mộ này: chiêu mộ thường, chiêu mộ đặc biệt và chiêu mộ tình bạn. Đấy, 3 loại chiêu mộ này. Và nó sẽ có tỷ lệ nhá. Đây là gợi ý đội hình đúng không phải? Mình muốn xem cái phần tỷ lệ. Đây, tỷ lệ đây nhá. Chiêu mộ thường ấy, 1 sao là 50%, 2 sao là 36%, 5 sao chỉ có 0,4% thôi. Đấy, chiêu mộ tình bạn 5 sao là 1%. Mình chỉ quan tâm đến 5 sao thôi nhá. Đấy, các bạn để xem phần tỷ lệ này. Và chiêu mộ đặc biệt là 5 sao lên đến tỷ lệ là 5%. Đấy, thì thường thì anh em sẽ chiêu mộ đặc biệt nhá. Đây, chúng ta sẽ chiêu mộ đặc biệt và các bạn sẽ bỏ kim cương ra mua 2.000 kim cương, hoặc là có vé để có cái vé để các bạn tích vé để các bạn chiêu mộ 10 lần. Nên chiêu mộ 10 lần. Ở đây nó thể hiện một cái quả Pokeball màu vàng này. Thì các bạn phải tích 10 quả này bằng cách là tham gia các hoạt động trong game, làm nhiệm vụ thì sẽ được tặng. Còn muốn nhanh nhất thì anh em nạp tiền vào, bỏ kim cương ra quay Pokemon. Đây là đặc trưng của game thẻ tướng rồi. Chúng ta sẽ phải quay rất là nhiều. Phần Pokemon này thì anh em thấy là sau này các bạn thể nâng cấp này, mặc đồ này, nâng level lên này. Khi mà lên đây mình mới 21/30, khi mà mình đầy level 30/30 thì mình sẽ phải kiếm nguyên liệu để tăng bậc lên thì mới có thể tăng level tiếp. Nói chung là mình thấy là cái phần nâng cấp này thì nó cũng khá là quen thôi. Sau này có tính năng tiến hóa này, tăng sao. Không biết là có phần thay đổi hình dáng không? Chắc là có. Tức là khi mà nâng kiểu Pokemon mà đặc trưng là tiến hóa ấy, chắc là game này cũng có thôi. Đây game có hệ nhá, 5 hệ như mình nói ấy. Đây chúng ta sẽ có lửa, nước và cỏ cây. Ba cái hệ này tương khắc với nhau. À cái này là light, không phải là giật điện xét gì đâu. Đấy, 5 hệ này: lửa, nước này, lửa và cỏ cây. Lửa, nước khắc lửa, lửa khắc cỏ cây, cỏ cây khắc nước. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai thuộc tính riêng biệt khác chế lẫn nhau, đó là ánh sáng và bóng tối. Khi các bạn đưa những cái tướng mà cùng thuộc tính với nhau thì nó sẽ kích hoạt thêm các chỉ số ở bên dưới, bảng bên dưới này. Cái này đặc trưng của dòng game thẻ tướng rồi anh em ạ, nó cũng không có gì quá đặc biệt. Đấy thì phần đội hình thì anh em lưu ý cái đấy thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có phần trận hình này. Đó, một số cái phần trận hình sắp xếp đội Pokemon. Sau này có cả kỹ năng của huấn luyện viên nữa. Ở đây thì mình chưa mở khóa, thế thì chắc là phải đánh thêm một tí nhá. Đây, chúng ta sẽ đánh nhá. Đấy, trong lúc chiến đấu này thì anh em hoàn toàn có thể ra bên ngoài, tức là không cần thiết phải quan sát, nhưng mà chiến đấu anh em có thể ra bên ngoài. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có rất là nhiều hoạt động khác nữa. Đấy, đánh xong là anh em nhận thưởng thôi, khá là tiện. Nâng cấp này, hướng dẫn nâng cấp. Đấy, hướng dẫn nâng cấp nhanh rồi tiếp tục lại chiến đấu đánh boss để lên cái map cao hơn. Đây sau này có đấu trường này, siêu thị này, rồi rất là nhiều tính năng khác nữa. Ở đây mình thấy là có leo tháp này, phó bản, săn boss đầy đủ luôn. Đây, nhận thưởng vượt phó bản này. Đấy, các tính năng hết sức là quen thuộc luôn anh em ạ, rất là dễ chơi. Và con game này mình nghĩ là đấy, nó sẽ phù hợp với bạn nào mà fan của Pokemon ấy thì có thể tải game và nghịch thử, đánh thử thêm một lúc nữa xem. Rồi, nhận thưởng huấn luyện viên. Rồi, hoàn thành cái này thì mình sẽ nhận được huấn luyện viên này. Rồi, chúng ta sẽ mở khóa thử quay một phát nữa xem nào. 5 sao. Ồ, được 5 sao luôn này, ngon. Uầy, đỏ dã man, quay một lần phát được 5 sao luôn. Đỉnh không? Ấy, mình đã có thêm một Pokemon 5 sao nữa, ngon luôn. Hệ nước à. Như vậy là nói chung là các bạn cố gắng làm, thứ nhất là phải Pokemon 5 sao này, thứ hai là nên cùng hệ thì nó mới kích dòng được. Nếu mà ban đầu chưa có thì anh em cứ ưu tiên những Pokemon như thế này đã, cứ lắp đủ đội hình và phẩm chất tốt là được. Còn cái phần cùng hệ các thứ thì tính sau, bởi vì anh em sẽ quay này rất là nhiều. Đây mình kích hoạt huấn luyện viên đầu tiên rồi anh em này. Đây mình có thể lắp cái kỹ năng của huấn luyện viên vào nhá. Đấy, kỹ năng huấn luyện viên này, khi mà đầy thanh năng lượng ấy, thì sẽ ra cái kỹ năng huấn luyện viên, sẽ trợ giúp anh em chiến đấu. Thật ra mà nói nhá, cái lối chơi game này nó khá là quen thôi, không có gì quá đột phá cả. Mình chơi game thẻ tướng rảnh tay nhiều, mình biết tính năng y hệt các game khác, không có gì mới cả. Được cái đấy, vì game này nó khai thác đề tài Pokemon, thế có thể là nó sẽ phù hợp với bạn nào fan Pokemon hơn. Nâng level này.
Giờ mới level 7. Đây chúng ta có đăng nhập nhận quà nhá. Thưởng kim cương 200 kim cương. Còn đây là ký danh hàng tháng. Đấy, nhận cái kẹo. Tiếp tục chiến đấu nha. Đấy, trong lúc rảnh nhân vật chiến đấu pet của mình, Pokemon mình chiến đấu thì mình có thể đi nâng cấp. Đây mình có thể muốn lên lên nhanh thì mình sẽ dùng cái quick tấn công này, nó nhanh này. Level 8 rồi, chúng ta sẽ có tính năng đấu trường. Cái này là kiểu leo hạng thôi. Đấy, leo hạng càng cao nhận thưởng càng nhiều. Cái này thì so lực chiến là chính, là ông nào lực chiến to hơn người đấy ăn. Chứ nó cũng chả thiên về kỹ năng gì cả. Chưa tua nhanh được phải level 20 thì mình có tính năng tăng tốc độ trận đấu. Này. Anh em đấu trường này đằng nào nó không phải thời gian thực ấy, nên có tính năng bỏ qua nhanh luôn đi. Bắt người chơi quan sát này lâu chết. Bây giờ mà ông nào mà lực chiến nó ngang ngang nhau thì nó mất thời gian lắm. Chắc là sau này sẽ có tính năng bỏ qua ấy. Trông đánh sốt ruột dã man luôn, nên có tính năng bỏ qua. Thật ra anh em vứt treo đấy cũng được. Đấy, anh em không cần bắt buộc phải quan sát đâu. Đấy, thắng rồi. Đây, đấu xong thì anh em sẽ nhận thưởng đấu trường nhá. Mở cái, mấy cái hòm này. Và các bạn sẽ có phần store này. Đây, phần cửa hàng đấu trường các bạn có thể mua những cái mảnh Pokemon các bạn, hoặc là mua những quả bóng Pokemon này, đấy, để quay hoặc là có, để ghép lên Pokemon của các bạn. Chưa có nguyên liệu nâng cấp. Cái kẹo này làm gì ta? À, cái kẹo này để đột phá Pokemon. Tí nữa Pokemon mình level 30 mình sẽ đột phá cho anh em xem. Phải đột phá thì mới có thể tăng tiếp level ấy. Đây, 30 này. Bây giờ muốn tiếp tục nha, phải đột phá chúng ta sẽ cần nguyên liệu. Đó, ok. Mở khóa thêm kỹ năng mới. Đấy, đột phá sẽ mở thêm kỹ năng nhá. Và đấy, bây giờ thì mình có thể tăng lên level 40. Ok, thì như vậy thôi. Mình cũng 63 cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game thẻ tướng rảnh tay có tên gọi là Shining F, một con game về đề tài Pokemon. Bạn nào mà quan tâm có thể tải con game này nhá. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả video này để anh em có thể tải game vào chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nhé. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Come Ruby. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.